Ở trong video lần trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về nguồn gốc cũng như sự hình thành của Sanctuary, cũng như là làm thế nào mà các Nephilim được sinh ra và họ đã bị giảm sức mạnh như thế nào khiến cho hoàn toàn biến mất và tạo ra một giống loài mới là con người. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra sau đó và làm thế nào mà các đại ác quỷ cũng như là các thiên thần ở thiên đàng tối cao lại biết tới sự tồn tại của thánh địa? Và mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện đó ở trong video này. Và đồng thời thì một số bạn cũng đã yêu cầu mình đó chính là review cái quyển sách mà mình mới mua, đó chính là quyển Book of Cain. Thì như mình đã hứa với các bạn thì mình sẽ có review quyển sách này vào phần cuối của video này, và các bạn nếu muốn xem thì hãy nhớ đón xem đến cuối nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video phần 4 của series Cốt truyện Diablo. Ở trong video trước thì chúng ta đã dừng lại câu chuyện ở thời điểm khi mà Inarius mặc dù rất lo sợ về sức mạnh khủng khiếp của các Nephilim, tuy nhiên dù sao chăng nữa thì họ cũng mang trong mình một phần máu thịt của Inarius. Chính vì vậy, ông đã không ra tay giết hại họ mà thay vào đó là sử dụng The Warstone để làm sức mạnh của họ suy yếu đi theo thời gian. Và như mình đã nói thì điều này đã khiến cho các Nephilim rơi vào thời kỳ đen tối nhất, họ dần dần mất đi sức mạnh và phân tán ra khắp các khu vực ở trên thánh địa, thành lập những bộ tộc với nền văn hóa khác nhau, và những thế hệ Nephilim này bị thoái hóa trở thành những phàm nhân hay chính là chủng tộc loài người sinh sống trên toàn cõi thánh địa. Rất nhiều năm đã qua đi và dần dần thì câu chuyện về những Nephilim chỉ còn là những thần thoại. Không những thế, hầu hết những phàm nhân còn không hề biết đến sự tồn tại của các Nephilim, và họ không biết một điều rằng con người chính là hậu duệ của giống loài hùng mạnh này. Mặc dù vậy thì vẫn có một số người biết câu chuyện đằng sau nguồn gốc của con người, và họ tin rằng một ngày nào đó các Nephilim sẽ quay trở lại vùng đất của thánh địa. Và nếu như các bạn chưa biết thì các lớp nhân vật ở trong tựa game Diablo 2 chính là một trong những thành viên của một bộ tộc nào đó mà do các Nephilim đầu tiên tạo ra. Ví dụ như nhân vật nữ chiến binh Amazon, hay còn được biết tới một cái tên khác là Ascari chẳng hạn, thì cô là một trong những chiến binh thuộc bộ tộc này sống trên bán đảo Skovos, và bộ tộc này thì có nguồn gốc từ một Nephilim có tên là Phileus. Thêm một ví dụ nữa cho các bạn có thể dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ nói bộ tộc Barbarian, lớp nhân vật cũng được coi là một trong những biểu tượng của dòng game, thì bộ tộc này còn được biết tới dưới một cái tên khác, đó chính là những đứa trẻ của Bulkathos. Và Bulkathos là một trong những Nephilim đầu tiên, ông nổi tiếng với sức khỏe siêu phàm, thân hình đồ sộ và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Ông chính là người đã quyết định sẽ trở thành người bảo vệ hòn đá thế giới trên đỉnh núi Ariat. Bulkathos và người em trai của mình đã thề rằng sẽ cùng những Barbarian bảo vệ hòn đá thế giới này. Mặc dù lý tưởng cũng như cách thực hiện của họ có phần khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm đến mục tiêu cuối cùng là giữ cho trái tim của thánh địa được an toàn. Và họ cũng chính là trưởng tộc đầu tiên, hay những người đầu tiên gây dựng lên bộ tộc Barbarians. Các thế hệ sau này cũng như là nhân vật của chúng ta điều khiển ở trong Diablo 2 cũng phần nào mang những đặc điểm của cha ông họ. Và cuối cùng thì như mình đã hứa ở phần trước là mình sẽ kể về một nhân vật, và đây cũng có thể nói là một trong nhân tố quan trọng ở trong cuộc chiến The Sin War, hay là cuộc chiến tranh tội lỗi, và đây cũng chính là sự kiện khiến cho vùng thánh địa rơi vào thời kỳ hỗn loạn. Nhân vật mà mình muốn nói ở đây chính là Ninarians, hay là con trai của Aenarius và Lilith, và cũng chính là Nephilim đầu tiên được sinh ra. Anh là một trong số ít các Nephilim đời đầu biết được kế hoạch sử dụng The Warstone để làm các Nephilim yếu đi của cha mình, và sau đó thì anh ta đã nổi dậy để chống lại kế hoạch này. Và trong quá trình đó thì anh cũng đã phát hiện ra một chiều không gian bí ẩn mà được cai trị bởi một thực thể có tên là Chagro. Sinh vật này mang trong mình thân xác gần giống như một con rồng, và sự tồn tại của thực thể này giống như là một vị thần hộ mệnh cho cõi thánh địa. Và ngay sau đó thôi thì Linarian đã quy phục Chagro và đổi tên thành Rathma, hay còn được dịch ra là môn đệ. Vậy là anh ta đã chính thức trở thành đệ tử của thực thể này và mang trong mình trọng trách bảo vệ Sanctuary khỏi thiên đàng và địa ngục. Và Rathma cũng chính là người thành lập một hội phù thủy mà sau đó họ tự gọi mình là những linh mục của Rathma. Và sau này những người theo giáo hội này đã thờ Rathma như một vị thần. Và nhân vật Necromancer ở trong tựa game Diablo 2 chính là một thành viên của hội này. Mặc dù đã tồn tại có thể nói là song song với dòng lịch sử lâu đời của thánh địa, nhưng những thành viên của hội này vẫn luôn giữ trong mình ý tưởng chính của Rathma, đó chính là họ luôn tin rằng sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, hay chính là thiên thần và ác quỷ, sẽ không bao giờ kết thúc và thánh địa sẽ bị đe dọa bởi cả hai thế lực này. Và chỉ có bằng cách duy nhất, đó chính là duy trì sự cân bằng giữa hai thế lực, cũng như giữ cho họ không biết đến sự tồn tại của thánh địa thì nó mới thực sự được an toàn. Và đó là những giải thích cho câu chuyện của Rathma, cũng như nguồn gốc của các nhân vật ở trong tựa game Diablo 2, nếu như các bạn có thể thắc mắc. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với dòng thời gian của Sanctuary. Lúc này thì như chúng ta đã nói, trên toàn cõi thánh địa, khi mà con người là loài sinh vật phổ biến nhất, thì họ tất nhiên nhanh chóng lập cho mình những tổ chức, những giáo hội khác nhau, như mình đã kể ở một số ở bên trên. Và những hội này nghiên cứu về những loại sức mạnh khác nhau, ví dụ như Necromancer là khả năng điều khiển xác chết, Druid là khả năng kết nối và kêu gọi sự trợ giúp từ muông thú. Và ngoài ra thì còn rất nhiều các gia tộc pháp sư khác đã được hình thành. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ cùng nhau đề cập đến gia tộc quan trọng nhất, đó chính là Vigerai.
Về cơ bản thì các thành viên của hội này tin vào sự tồn tại của việc các linh hồn khác nhau lang thang cả ở trong và bên ngoài chiều không gian vật lý của thánh địa. Và mục tiêu chính của họ là có thể liên kết và giao tiếp được với những linh hồn này. Họ đang nghiên cứu về phép thuật của các Druid và cả Necromancer, những phép thuật có thể nói là một dạng liên kết với các loại linh hồn khác nhau như là linh hồn người chết hay linh hồn của muông thú. Mọi thứ thì nhìn có vẻ rất là bình thường và chẳng có gì gây hại cả, nhưng cho đến một thời điểm được coi là trọng đại nhất của thế giới Diablo, một phù thủy thuộc nhóm Visera có tên là Haras đã được ghi lại rằng anh ta đã triệu hồi một con ác quỷ thực sự, một con quỷ với đầy lòng thù hận và sự hiểm độc. Điều mà từ trước cho đến giờ, cho tới thời điểm đó thì Haras là người duy nhất có thể làm được. Lý giải cho việc này thì người ta cho rằng đó chính là nhờ sự căm phẫn cũng như nỗi đau của anh ta khi cha mẹ của anh ta đã bị giết trong cuộc chiến tranh giữa các hội pháp sư. Chính như vậy thì Haras mới có thể làm được. Mặc dù sau đó thì anh ta đã thông báo với các trưởng lão về hành động của mình, và sau đó thì họ tin rằng sự tồn tại của con quỷ này cần phải được giấu kín. Mặc dù vậy thì những pháp sư này không hề hay biết rằng tại thời điểm con quỷ kia được triệu hồi từ hỏa địa ngục thì các đại ác quỷ đã lần đầu tiên nhận thức sự tồn tại của cõi thánh địa. Và thế là sau khi triệu hồi được con quỷ kia, các thành viên của hội này tin rằng họ có thể triệu hồi thêm nhiều con quỷ khác nữa và có thể điều khiển chúng để phục vụ mục đích của riêng mình. Vậy là họ tiếp tục triệu hồi thêm nhiều con quỷ khác tới cõi thánh địa trong một khoảng thời gian rất ngắn. Mặc dù thì lúc đầu họ không hề có ý định sử dụng những con quỷ này để làm vũ khí, mà các phù thủy này tin rằng sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi và khai thác từ những loài sinh vật mới này, những thông tin về những chiều không gian khác nằm ngoài thánh địa, cũng như những hình thức sử dụng ma thuật hoàn toàn mới. Tuy nhiên, rõ ràng lòng tham con người là vô đáy và họ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, quyết định sử dụng những con quỷ của địa ngục này để thống trị toàn bộ thế giới và trở thành những người lãnh đạo của cõi thánh địa. Mặc dù việc triệu hồi con quỷ này đã được giữ kín, tuy nhiên các hội khác cũng biết đang có một thứ gì đó mờ ám diễn ra ở giáo hội Visera. Nhưng một điều hiển nhiên mà không ai nghĩ tới, đó chính là khi một con quỷ được triệu hồi và tồn tại trên thánh địa, thì khi mà nó trở về địa ngục, con quỷ này cũng sẽ mang theo những thông tin về một chủng loài cũng như một thế giới xa lạ mà địa ngục chưa hề ai biết. Và một điều chắc chắn rằng những thông tin này sẽ đến tai các đại ác quỷ. Và tất nhiên thì điều đó đã xảy ra. Ba đại ác quỷ đã biết đến sự tồn tại của thánh địa cũng như nhìn thấy tiềm năng của loài người. Chúng biết rằng loài người mang trong mình phần nào đó sức mạnh của các Nephilim và một ngày nào đó có thể được sử dụng để tạo nên một đội quân chống lại thiên đàng và chiến thắng cuộc chiến vĩnh hằng. Và vậy là Diablo, Mephisto và Baal đã sử dụng sức mạnh của mình để đầu độc tâm trí của người phàm trên toàn thánh địa, lan truyền những ý tưởng đạo đức méo mó của chúng khắp mọi nơi. Và chính điều này đã dẫn đến sự thành lập của một giáo phái mang tên là Triarch. Và đây là một giáo phái thờ ba loại linh hồn. Linh hồn thứ nhất là Delayon, linh hồn của sự cương quyết hay chính là hiện thân của Diablo. Linh hồn thứ hai là Mephis, linh hồn tình yêu hay chính là Mephisto. Và cuối cùng là Bala, linh hồn của sự sáng tạo hay chính là Baal. Đây là một điều khá mỉa mai khi ba hình tượng linh hồn mà ba đại ác quỷ tạo ra để quyến rũ con người lại đối ngược hoàn toàn với bản chất của chúng. Diablo thì với sự sợ hãi đối nghịch với sự cương quyết. Thứ hai là Mephisto với lòng thù hận, đối nghịch với tình yêu. Và cuối cùng là Baal với sự hủy diệt, đối nghịch với sự sáng tạo. Và với sự ảnh hưởng của tam đại ác quỷ thì giáo phái này đã phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng và thu hút được bộ phận lớn các dân cư của thánh địa. Mặc dù vậy thì hầu như tất cả số họ, kể cả những thành viên được coi là có thứ bậc cao, cũng không hề hay biết về việc mình đang thực sự thờ phụng ba đại ác quỷ xấu xa nhất của hỏa địa ngục. Con người lúc này đã bị lừa dối và che mắt bởi sứ mệnh mà các đại ác quỷ đã tạo nên, đó chính là gây dựng một nền hòa bình cũng như khai thác sức mạnh tiềm ẩn của nhân loại. Giáo hội này đã xây dựng một ngôi đền khổng lồ mang tên là Grand Temple, và ở chính giữa ngôi đền này thì có 3 tòa tháp lớn nhất. Mỗi tòa tháp thì đại diện cho một trong 3 linh hồn mà Triarch thờ phụng. Lòng tin vào nền hòa bình của các thành viên lớn đến mức mà họ thành lập một đội quân hòa bình để bảo vệ ngôi đền có tên là Peace Warders. Tuy nhiên, chỉ có những thành viên có chức cao nhất của tổ chức này thì mới biết đến sự thật xấu xa đằng sau nó. Và kẻ đứng đầu tổ chức này thì có tên là Primus, được phục sự bởi 3 linh mục tối thượng. Và đây cũng chính là những kẻ hầu cận thân tín nhất của hắn ta. Và tất nhiên, chúng cũng là người biết rõ bộ mặt thật của tôn giáo này. Những linh mục này mặc dù là phàm nhân thôi, nhưng lại mang cho mình phần nào đó gốc gác của quỷ dữ. Chúng sở hữu tuổi thọ lâu dài một cách bất thường và thành thục ma thuật hắc ám của ác quỷ. Về phần Primus thì có lẽ không cần phải giải thích nhiều, hắn ta chính là nhân dạng của Lucian, con trai của Mephisto. Khác với người chị em Lilith của mình thì Lucian tuyệt đối trung thành với cha và sẵn sàng phục vụ bất kỳ yêu cầu nào mà Mephisto đưa ra. Một trong những năng lực nổi bật của hắn ta là khả năng thay hình đổi dạng và tất nhiên là biến hình thành con người. Ở trong dạng người thì Lucian được mô tả là một cá nhân có khả năng hùng biện tuyệt vời và là một người thông thái với giọng nói cuốn hút khiến cho người khác có thể dễ dàng bị thuyết phục. Và Lucian cũng được tin rằng là có sở thích đặc biệt với phụ nữ loài người, nhất là những người phụ nữ còn trinh tiết.
Mặc dù lúc này khi các Nephilim đã biến mất thì Inarius cũng không còn hoạt động ở thánh điện nữa, ông cũng được cho rằng là đã rời bỏ vị trí của mình và chỉ đóng vai trò quan sát cuộc sống của loài người. Sau khi chứng kiến con người đã vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách để xây dựng một thế giới loài người như vậy, thì Inarius có vẻ đã trở nên yêu thích về giống loài mới này và ông cho rằng con người hoàn toàn không phải mối lo ngại đáng sợ như tổ tiên của họ là các Nephilim. Và tất nhiên, với sự phát triển nhanh chóng như vậy của Triarn thì Inarius đã nhanh chóng nhận ra rằng kẻ đứng sau giáo phái này chính là Tam Đại Ác Quỷ. Và nó sẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều cho đến khi mà thiên đàng biết đến sự tồn tại của Sanctuary mà thôi. Lo lắng như số phận của mình cũng như những hậu duệ của ông hay chính là loài người, Inarius đã quyết định phải trở lại và hành động. Ông đã thành lập một tôn giáo của riêng mình với tư cách là nhà tiên tri, và tôn giáo này được xây dựng dựa trên sự hiểu biết, lòng đoàn kết và cùng nhau phát triển. Ông lan truyền tư tưởng này của mình từ Cathedral of Light hay là nhà thờ ánh sáng. Và với ngoại hình của một thiên thần gần như là hoàn hảo cũng như năng lực thuyết phục của mình, ông đã gây dựng được danh tiếng và thu hút được rất nhiều các cư dân tin tưởng vào lý tưởng của mình và gia nhập vào tôn giáo mà ông tạo ra. Và đây cũng chính là thời điểm bắt đầu cuộc chiến có thể nói là định hình lại thế giới trong tựa game Diablo, cũng như là một trong những nguyên nhân dẫn đến tựa game Diablo 3. Và cuộc chiến nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần sau của video rồi nhá. Còn bây giờ thì như mình đã hứa, đó chính là mình sẽ đi review cho các bạn quyển sách Book of Cain này ngay bây giờ. Và đây chính là quyển sách Book of Cain, một quyển sách nằm trong cái phiên bản hình như là collection của cái tựa game Diablo 3 khi mà nó được ra mắt. Quyển sách này thì các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy ở trong game, hình như là tựa game Diablo 3, nhưng mà nó cũng khá là hiếm mà không phải là dễ gặp. Thì ở trong Diablo 3, cái quyển sách này khi mà các bạn tìm thấy thì các bạn sẽ thấy hình dạng của nó là ở phần những cái góc cũng như là cái phần hình ảnh con quỷ này sẽ được làm được chất liệu là bằng sắt hoặc là bằng kim loại gì đó mình không biết. Nhưng mà ở ngoài đời thật thì quyển sách của chúng ta sẽ chỉ có kiểu là được làm nổi lên như thế này thôi, không thể làm bằng sắt được, bởi vì nếu như mà làm thế thì quyển sách nó rất là nặng cũng như là đắt. Và ở cái thời điểm nó ra mắt thì đâu đó cái mức giá của nó lúc mà về Việt Nam hình như là hơn 2 triệu, nhưng bây giờ thì nó đã giảm giá khá nhiều rồi. Và có thể nói thì đây là một quyển sách rất là thú vị cho các bạn nào muốn sưu tầm và yêu thích thực sự tựa game Diablo. Nó sẽ gần như kiểu một quyển gọi là nó như là Wikipedia của cái thế giới Diablo. Nó cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất về thế giới này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái quyển sách này. Mở ra bên trong thì các bạn sẽ thấy một cái chất liệu giấy được làm khá là khác biệt. Nó được làm giả cổ ngày xưa, khi mà cái giấy mà kiểu màu vàng ấy mà dùng từ thời rất là lâu lâu rồi. Bên trong thì quyển sách này sẽ mang lại chúng ta, ngoài những thông tin ra thì sẽ có những bức vẽ về những cái địa điểm cũng như về cái nhân vật ở trong game. Và đầu tiên ở ngay đầu cái quyển sách này thì đã có cái hình ảnh nhân vật là Lia, một cái nhân vật, một cô gái mà khá là có lẽ là các bạn sẽ gặp rất rất nhiều khi mà chơi được game Diablo 3. Và ngay bên trong thôi chúng ta đã bắt đầu có những cái thông tin giới thiệu về thế giới Diablo, từ cái thủa mà bắt đầu của thế giới này là khi xảy ra cuộc đối nghịch giữa cả Anu và Tathameth, hay chính là con rồng ấy. Những cái thông tin này thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn ở trong cái video lần trước rồi, các bạn có thể tìm và xem. Và đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ có một số giới thiệu về các cõi, các khu vực của thế giới Diablo, ví dụ như là hỏa địa ngục này, rồi thì các đại ác quỷ này. Có rất nhiều những hình ảnh của đại ác quỷ đây, và thực sự là họ làm những cái này chất lượng in rất đẹp, cũng như là nhìn nó mang một cảm giác gì đó khá là cổ. Còn lại thì tất nhiên rồi, những cái hình ảnh về các ác quỷ còn lại, các ác quỷ Lesser Evil, ví dụ như đó, như các bạn thấy đây. Và ác quỷ có rồi thì chắc chắn là sẽ có cả những thông tin nói về High Heavens, hay là những thiên đàng tối cao và hội đồng thiên thần nữa. Thì các bạn có thể thấy đây là những đại thiên thần mà mình cũng đã nhắc đến ở trong video trước rồi. Đó, các bạn có thể xem hai video đó và biết. Ngoài ra thì sẽ có rất rất nhiều thông tin khác liên quan đến thế giới Diablo, những cái địa điểm nổi bật, rồi thì cả câu chuyện mà cái Sanctuary đã được tạo ra như thế nào, và hình ảnh của những cái nhân vật nổi tiếng ở trong cái cốt truyện của tựa game này. Và mình cũng đang dần dần khám phá hết quyển sách này, và trong cái quá trình mà làm những video cốt truyện cho các bạn thì mình bắt buộc phải tham khảo ở đây. Mặc dù có thể nói là quyển sách này nó có những cái thông tin mà tương đối là khó đọc, bởi vì là nhiều cái thông tin có những cái từ cũng như cái tên gọi mà nó kiểu cổ rồi, nên là đọc nhiều khi khó hiểu và vẫn phải tra từ điển rất là nhiều. Nhưng quyển sách này vẫn mang cho mình khá là nhiều thông tin hữu ích để có thể làm video cho các bạn và thực sự hiểu về cốt truyện của tựa game này. Cuối cùng thì đó chỉ là những cái thông tin, nó chỉ như vậy thôi. Còn cuối cùng thì ở cuối mình muốn cho các bạn xem một cái điểm hay của quyển sách này nữa. Đó chính là ở phần cuối của quyển sách, ở cái trang bìa cuối cùng thì nó có một cái gần như kiểu là giả một cái phong bì thư và một con dấu sáp ngày xưa này. Mở ra bên trong thì sẽ là một tấm bản đồ của toàn bộ thánh địa. Đây là những khu vực của thế giới thánh địa, từ ngọn núi Arias này, hoặc là từ các khu vực hòn đảo Skovos, nơi mà bộ tộc Amazon này, rồi thì
cả khu mà nơi mà lần đầu tiên một con quỷ dữ được triệu hồi cũng được biểu hiện đây. Và thực sự thì cái bản đồ này họ làm khá là đẹp, từ những cái đường rách giả rồi thì như thế này, các thứ chất liệu giấy cũng rất là đẹp và mình rất là thích cái bản đồ này. Và nó rất phù hợp để các bạn treo trang trí lên tường hoặc là để ở góc cho đẹp. Và đó là toàn bộ gần như là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về quyển sách này. Có thể nói thì đây là một quyển sách như mình nói rồi, rất là phù hợp với những bạn nào là fan của cái tựa game Diablo này và muốn sưu tập cũng như tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này. Tất nhiên là có thể tìm hiểu trên mạng, nhưng cái cảm giác mà sở hữu một quyển sách như thế này nó vẫn là thú vị hơn rất nhiều. Và bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video này rồi. Và trong video tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cuộc chiến The Sin War. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên bấm like. Và nếu như bạn không thích thì hãy bấm dislike. Sẽ rất là tuyệt vời nếu như các bạn bấm chia sẻ cũng như đăng ký kênh Diomeo để đón xem những video kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.